Mới đây, hãng Nissan đã chính thức công bố sẽ tạm ngừng nhận cọc dành cho hai mẫu xe là Pathlady Z và Ariya ở thị trường Nhật Bản. Pathlady Z là mẫu xe thể thao huyền thoại của thương hiệu Nissan. Trong khi đó, Nissan Ariya là mẫu crossover thuần điện cỡ C mới, được bán tại thị trường Nhật Bản từ hồi cuối năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này của hãng Nissan là do thiếu linh kiện và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu bắt đầu từ năm ngoái hiện vẫn ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất ô tô. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc đã góp phần làm đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện. Trong tình cảnh này, nhằm đảm bảo Nissan Ariya và Pathlady Z mới được giao cho những khách hàng đã đặt mua từ trước đến nay, chúng tôi đã quyết định tạm ngừng nhận cọc dành cho cả hai mẫu xe này từ cuối tháng 7, hãng Nissan viết trong thông báo. Được biết, nhu cầu mua Ariya ở thị trường nội địa Nhật Bản tăng cao khiến hãng Nissan không kịp sản xuất. Đây cũng không phải là thị trường đầu tiên ngừng nhận cọc dành cho Nissan Ariya. Vào hồi tháng 5 năm nay, hãng Nissan cũng đã đưa ra quyết định tương tự ở thị trường Bắc Mỹ. Lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7 năm 2020, Ariya chính là mẫu ô tô điện sản xuất đại trà thứ hai của hãng Nissan, sau đàn anh Leaf. Vào hồi tháng 5 năm 2021, mẫu ô tô điện này cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Nissan vào thời điểm đó đã phủ nhận tin đồn bán Ariya ở Việt Nam. Ở thị trường Nhật Bản, Nissan Ariya có cả phiên bản dẫn động một cầu FWD và hai cầu AWD. Trong đó, phiên bản một cầu dùng pin 66 kWh có công suất tối đa 218 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Nhờ đó, xe có thể chạy được 450 km sau khi sạc đầy pin và tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,5 giây. Trong khi đó, Nissan Ariya phiên bản một cầu và dùng pin 91 kWh lại sở hữu motor điện mạnh 242 mã lực, 300 Nm. Vì nặng hơn nên phiên bản này cần 7,6 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Bù lại, xe có phạm vi di chuyển tăng lên 610 km. Tiếp đến là phiên bản AWD với hai motor điện. Nếu kết hợp với pin 66 kWh, phiên bản này sẽ sở hữu công suất tối đa 340 mã lực và mô men xoắn cực đại 560 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,4 giây và hoàn thành quãng đường 430 km sau khi sạc đầy pin. Nếu đi kèm pin 87 kWh, Nissan Ariya phiên bản AWD sẽ có công suất tối đa 394 mã lực và mô men xoắn cực đại 600 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của xe giảm xuống 5,1 giây, trong khi phạm vi di chuyển tăng lên 580 km. Ngoài ra, xe còn có hệ thống sạc nhanh 130 kW, cho phép người dùng chỉ cần chờ khoảng 30 phút là có thể chạy thêm 375 km nữa. Những trang bị đáng chú ý của mẫu crossover thuần điện này ở thị trường Nhật Bản bao gồm vành 19 inch hoặc 20 inch, ghế bọc da Napa, tính năng làm mát ở hàng ghế trước, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Đặc biệt, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động ProPilot 2.0 với tính năng tự đỗ xe thông minh ProPilot Park. Về kích thước, Nissan Ariya có chiều dài 4.595mm, chiều rộng 1.850mm, chiều cao 1.655mm và chiều dài cơ sở 2.775mm. So với người anh em cùng thương hiệu X-Trail, Nissan Ariya ngắn hơn nhưng chiều dài cơ sở lại nhỉnh hơn 65mm. Giá xe Nissan Ariya tại thị trường Nhật Bản dao động từ 6,6 đến 7,92 triệu yên, khoảng 1,12 đến 1,34 tỷ đồng.